Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay lại như cũ nha anh em. Thì Minh đem đến cho anh em 3 chiếc xe, 3 phân khúc khác nhau, từ 150 cho đến 300. Và đặc biệt 3 con này đều rẻ. Chẳng hạn như CBR 150R bản ABS mới càng, odo chỉ mới có 7.000 thôi, 69 triệu, mới không một vết chày luôn. Ninja 300 hiện tại đang dán keo nguyên con, 89 triệu. Ninja 300 rất là đẹp ha, ABS trước sau luôn nha. Con nào cũng có ABS nha anh em. Rồi, một em nữa siêu rẻ, đúc 250. Có thể nói là em này là đại ca đường phố. Đi trong phố thôi khỏi chê luôn. ABS trước sau 68 triệu. Minh công khai giá lên cho anh em xem luôn á, anh em có thể mua thì nghiên cứu ha. Thì con này biển số thành phố Hồ Chí Minh đúc. Rồi, bây giờ còn chần chờ nữa, bây giờ mình ngắm xe đi. Thì bây giờ mình sẽ đi từ nhỏ tới lớn trước. Mình sẽ đi tới Honda trước ha, ăn chắc mặt bền. Ở đây nhắc tới Honda thì ai cũng thích hết về cái độ bền của nó. Nhưng mà nó sẽ không bốc nha anh em. Đối với con 150 này thì mình thấy nó rất là ok. Dáng ngồi nè. Đó, dáng ngồi rất là thoải mái, tại nó là Sport City. Chạy rất là thoải mái và rất là ngầu. Đặc biệt con này là nó rất là mới. Nó còn rất là mới, hầu như trên xe là chưa có một vết chày nào. Anh em mua về cảm giác giống như là đập thùng xe mới vậy đó. Mà bản này là bản ABS nữa. Cái con này có bản thường và bản ABS. ABS thì đó, hiện tại giá nó là 69 triệu. Đồng hồ nè, anh em quay cho đồng hồ. Đồng hồ rất là đẹp. Và WinX bắt chước con này nha. Chứ nhiều anh em đừng có tưởng là con này bắt chước WinX nha. WinX bắt chước con này. Chìa khóa con này còn hai chìa đầy đủ luôn. Một chìa nó nằm trong một cái hộp rất là đẹp, rất là ok. Thì con này cảm giác lái nó rất là hiền mà rất là đẹp. Người có tuổi vẫn có thể chơi con này được đó. Anh em dưới 1m6 vẫn có thể chạy con này được, tại con này nó không quá cao, nó rất là nhẹ luôn, di chuyển trong thành phố rất là ok, đẹp đúng không anh em. Quay một vòng cho anh em xem đi đó, cho anh em xem về con 150 này. Con này mà anh em mua mới á, là tầm 90 mấy đúng không em? ABS là 90 mấy á. ABS là 90 mấy. Quay lốc máy nè anh em, mà keng ơi là keng luôn. Chủ trước của con này, xe này một đời chủ nha anh em. Chủ trước con này là lên phân khối lớn rồi nha. Người ta mua về ta chỉ trải nghiệm thôi. Đó là xe lướt. Rồi anh em còn thắc mắc gì không? Mở cụm đèn cho anh em xem. Xi nhan nè, xi nhan mũi tên nè. Đó, nhấp nháy rất là đẹp. Quá tuyệt vời anh em ạ. Có điều cái gấp của nó, cái gấp của nó thì nó nhìn nó đơn điệu quá. Nó mà làm như tép ít thì rất là đẹp, khung sườn thì đẹp, nhưng mà cái gấp của nó quá là đơn điệu. Gấp này mà giống như gấp tép ít thêm MT15 là đảm bảo con xe sẽ ngầu hơn. Con xe này chở người ngồi sau cũng rất là thoải mái, không có quá là mệt đâu nha anh em. Tại nó là Sport City. Bình xăng, mọi thứ đều rất là keng xà beng. Quay chủ yếu cho anh em coi anh em mua xe thôi. Đó, mở bình xăng anh nè, đó, thấy bên trong chưa? Như xe mới. Đó. Xong. Rồi,
Thì tiếp theo là mình qua 150 rồi. Bây giờ mình sẽ qua em Đúc 250. Đúc 250 này quá nổi tiếng rồi ha. Con này phải có thể nói luôn, mình đã chạy test trong đường phố rất là mạnh. Lên ga đầu rất là ok. Nó giống như là chạy xe độ anh em. Anh tưởng tượng một chiếc Sonic mà độ trái lớn lên thì nó chạy cảm giác như vậy đó. Cameraman đã từng chạy con này chưa? Chưa à? Chưa chạy hả? Con này thì ABS trước sau và cái phụ tùng của nó không có khá, không có mắc tiền như anh em đã nói nha. Anh em mà biết chỗ anh em tự bảo trì cũng rất là rẻ. Nó cũng đâu có làm gì đâu, thay nhớt, thay nước mát, rồi thay bố thắng, thay vỏ hết rồi. Đâu có gì đâu, vẫn như xe thường. Con này có bô độ, có chống đổ nha anh em. 68 triệu, bô độ, chống đổ. Đây cho anh em nghe tiếng bô luôn. Đó. Ok. À, cho anh em coi cái bảng đồng hồ của con này. Thì ở đây là nó hiện là, ví dụ anh em đá tó đi thì sẽ báo lỗi. Anh em mà chưa chống tó nè, nó sẽ báo lỗi lên. Đó, thấy chưa? Còn anh em gạt tó lên thì nó hết lỗi. Đó, đây là báo lỗi nè, ABS nè, số nè. Đồng hồ cũng khá là đẹp. Nói chung là nó sẽ không có đẹp bằng Đúc 390 đời mới, nhưng mà cái đồng hồ rất đẹp. Ghi đông dáng ngồi rất là thoải mái. Ở đây mình chống ben lên là xe đã cao rồi, mình ngồi rất là thoải mái. 1.6 vẫn có thể chạy được nha. Con này rất là mạnh nha anh em. Đúc 250, không có gì để chê nữa rồi. Rất là đẹp. Con này chống đổ, bô độ, bô dinh là còn luôn nha anh em. Xe rất là đẹp. Quay quay cho anh em xem hết. Mình rất thích lại khung sườn của con em Đúc 250 này. Khung sườn nhìn lạ mắt, gấp đẹp, đương nhiên gấp nó đẹp hơn CBR 150 rồi. Đó. Quay cho anh em coi odo 16.000, vỏ Michelin rất là xịn sò, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em, 59A309604, biển số 9 nút luôn, biển số 9 nút, ghê, bô. Bố độ nè, AKR1 nè. Đó, ok chưa. Con này đi tour, đi phượt là thôi khỏi chê, khỏi bàn. Rồi tiếp theo một em Sport City nữa. Mình nói 150 rồi, tại vì clip chỉ mười mấy phút rồi, clip dài quá không được. Nên mình nói sơ qua cho anh em ngắm xe là chính ha. Rồi tiếp theo là Ninja Ba Sĩ. Thì con này quá là nổi tiếng rồi. Thì nói chung cục máy lại Z300. Nó nổi tiếng chung với Z300 á, một thời làm mưa làm gió. Con xe này giá mới nó là 160. Khát nước. Thôi ráng nói giả xong. Giá hiện tại bây giờ mình đang bán là 89 triệu. Con này á, mình sẽ có hỗ trợ đúng gốc cho anh em luôn. Tại biển số nó hiện tại là biển số 84A1. Anh em nào ở xa hay là ở đâu đó mình có thể đúng gốc luôn, 00068. Hoặc là anh em muốn ủy quyền đều được. Con xe này nó không chày bởi vì chủ xe giữ rất là kỹ, người ta dán keo trong. Đây vẫn còn lớp keo trong cho anh em xem. À, quay đầu thấy lớp keo trong ta. Đây thì keo trong nè anh em. Anh em lột ra là nó như mới. Thấy chưa? Rồi. Anh em lột ra là nó sẽ như mới. Rồi quay xa ra cho anh em. Đó, đã dán keo trong nguyên con. Rất là mới. Thì con này ABS trước sau mình đã test hết cho anh em. Và lúc mình mới lấy về là nó đã hết bố thắng sau nè. Mình thay bố thắng mới 100% luôn. Mọi thứ là đang trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể. Con này nó có lên đèn LED, đèn sương mù bằng LED. Còn đèn này vẫn là halogen. Đây đèn LED đây. Khi đề máy lên là sẽ như vậy. Đó. Đó, còn muốn sáng hai bóng. Đó. Em thấy chưa? Rất là ok. Rồi à, bây giờ còn gì để nói cho anh em. À, dáng ngồi thì con này nó bend lên rồi thì cơ bản nó sẽ cao ha. Nhưng mà con này anh em dưới 1.6 vẫn có thể ngồi được. Tại vì mình bend chống đứng lên đó, nó sẽ cao hơn một khúc. Cho nên phải bơi. Thì con này 1.6 vẫn có thể ngồi được nha anh em. Mình review quá nhiều rồi, anh em có thể vô những clip cũ của mình để xem. 1.6 chạy rất là thoải mái. Quay cho anh em coi phần ghi đông nè, rất là đẹp mắt luôn.
Đây là xe bọt city nên ghi đông nó cao, còn anh em mà muốn thấp á có thể về hạ xuống. Hồi trước mình có mua một con về để mình hạ xuống chạy đó, rất là đã. Đó, phần ghi đông bàn thờ là rất là đẹp luôn, nhìn rất là keng. Thấy không, con xe nào nó cũng mới như vậy đó anh em. Bảng đồng hồ, nhưng mà con này nó không có hiển thị số cho anh em nha. Anh em đi vài bữa là nó quen. Đó, ABS trước sau rất là an toàn. Còn gì để nói nữa không ta? Đây, hai chìa khóa zin đầy đủ. Giá tiền 89 triệu mà để sở hữu con xe can như vậy thì nó đáng đồng tiền bát gạo lắm anh em. Đó, quay cho anh em xem nha. Mình dắt lên dắt xuống á, bánh nó hơi dơ xíu thôi chứ cực ở ngoài nó coi nó đẹp hơn nhiều. Từ cái yên đến bình xăng mọi thứ đều đẹp lắm luôn anh em. Mua về chỉ chạy thôi, không cần làm gì hết. Đó, rồi à, như vậy là được rồi. Mình sẽ kết thúc clip ở đây. Những anh em nào muốn mua xe cứ liên hệ số điện thoại của mình 0916640653 hoặc là nhắn tin Zalo nha. Anh em nhắn tin Zalo rồi mình có thời gian mình sẽ trả lời cho anh em tận tình luôn á anh em. Đó, thì đó, những con xe này còn đổi gì nữa. Con này có chống đổ trước nè, thấy không? Mọi con đều có những một số đồ chơi sẵn luôn á anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ Minh Biker trong thời gian qua. Hy vọng những anh em có thể tìm được những con xe phù hợp với mình và một con xe ưng ý. Mình sẽ làm hết sức có thể để đem lại cho những anh em con xe rất là đẹp. Như anh em thấy không, tại vì xe của mình là xe đem về để quay clip.